Xác định việc đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần củng cố xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân. Những năm qua, ban chỉ huy quân sự huyện Ngọc Lặc luôn quan tâm triển khai có hiệu quả, góp phần cùng với Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Ngọc Lặc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Để phong trào thi đua đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao, Đảng ủy Ban chỉ huy quân sự huyện Ngọc Lặc đã giao cho các đơn vị xây dựng kế hoạch thi đua, xác định rõ nội dung, hình thức, chỉ tiêu cụ thể, sát với tình hình thực tế địa phương và nhiệm vụ chuyên môn. Tổ chức ký kết thi đua giữa các đơn vị, cụm thi đua trong các đợt thi đua thường xuyên, cao điểm gắn với các phong trào thi đua với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng sau mỗi đợt thi đua công tác tuyên dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được chú trọng tạo động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ phấn đấu nỗ lực hơn nữa trong công tác chuyên môn các đơn vị ban chỉ huy quân sự huyện luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng xây dựng đơn vị vững mạnh đồng thời tập trung quyết liệt khắc phục những mặt còn hạn chế những khâu còn yếu góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh có trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu thường xuyên quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn quân đội. Thực hiện lễ tiết tác phong, xưng hô, chào hỏi, duy trì chặt chẽ chế độ nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, nắm bắt và quản lý chặt chẽ tư tưởng, quân số cả trong và ngoài doanh trại. Xây dựng ý thức tự giác, tự học, rèn luyện, ghép mình vào tổ chức. Chính vì vậy, 100% cán bộ đảng viên luôn chấp hành nghiêm kỷ luật, không có trường hợp vi phạm kỷ luật phải xử lý ra soát điều chỉnh tu sửa hệ thống biển bảng chính quy trong đơn vị theo đúng hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong công tác tổ chức huấn luyện cho lực lượng thường trực và lực lượng dân quân tự vệ được quan tâm thường xuyên, chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao, đảm bảo yêu cầu đề ra. Hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền huyện Ngọc Lặc tổ chức tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tổ chức huấn luyện, tập huấn cho lực lượng dân quân tự vệ sự bị động viên theo đúng kế hoạch chương trình quân số huấn luyện. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ về số lượng với quy mô tổ chức tinh gọn, chất lượng tốt. Toàn huyện có 21 ban chỉ huy quân sự xã thị trấn, 5 ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức và 9 đơn vị tự vệ. Tổng số dân quân tự vệ toàn huyện là 1.768 đồng chí, đạt tỷ lệ 1,36% dân số toàn huyện ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức giáo dục chính trị pháp luật huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân tự vệ cơ động trung đội khẩu đội binh chủng chiến đấu các tổ chức dân quân tự vệ bảo đảm đúng kế hoạch nội dung chương trình thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội thông qua việc giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng đảm bảo chặt chẽ kịp thời thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng giáo dục kiến thức quốc phòng trong các cơ quan tổ chức và nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện xác định rõ phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm tạo cơ sở để tăng cường tiềm lực quốc phòng xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên cơ sở xây dựng xã thị trấn vững mạnh về quốc phòng Huyện đã chỉ đạo các địa phương gắn kết các kế hoạch xây dựng quy hoạch các cụm dân cư phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và phương án huy động lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương. Xây dựng tiềm lực quốc phòng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, cơ sở vững mạnh và toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ, những năm qua đã được huyện Ngọc Lặc đặc biệt quan tâm thực hiện tốt. Với những kết quả đã đạt được, năm 2022 Ban chỉ huy quân sự huyện Ngọc Lặc đã được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về công tác tuyển quân năm 2022, bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Xác định nhiệm vụ chính trị năm 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nên ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã ban hành nghị quyết số 14 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 tập trung vào hai đột phá đó là chấp hành kỷ luật, pháp luật kỷ luật và phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên nhất là cán bộ chủ trì. Đột phá thứ hai đó là nâng cao năng lực trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ tập trung chú trọng bồi dưỡng cho cán bộ ban sự cấp xã và thị trấn. À, từ nhiệm vụ trên thì Đảng ủy đã xác định là xây dựng đơn vị mẫu mực tiêu biểu là nhiệm vụ hết sức quan trọng và được xác định trên ba tiêu chí đó là xây dựng mẫu mực tiêu biểu về chính trị là phương châm, chỉ đạo và xác định vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức. Cán bộ đảng viên thì trong toàn Đảng bộ luôn kiên định vững vàng, có ý chí quyết tâm cao và sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Ban Chỉ huy quân sự huyện Ngọc Lặc tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt đường lối, quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng các lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu để phối hợp thực hiện tốt giữa kinh tế với quốc phòng, xây dựng tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua quyết thắng tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới